Đây là cái hình ảnh của cái cây mùng muồng này, cái thảo quyến minh mà thầy vừa kể đây này. Đấy. Các bạn nhìn rõ không ạ? Cái cây này nó mọc ở bờ đê rất là nhiều. Đấy. Đây là cái hạt của nó này. Trơn bóng, nâu màu nâu sẫm. Về đại cương, về anthraquinone thì các bạn biết là những hợp chất anthraquinone thì nằm trong nhóm lớn là hydroxyquinone. Thì đây thì chúng ta học về hóa dược ấy, học về hóa hữu cơ thì chúng ta biết là hydroxy là gì ạ? Hydroxy là một cái nhóm HOOH đấy. Đấy. Còn hydro thì nó là một nguyên tử hydro thôi, còn hydroxy là một nhóm OH gắn vào với lại cái khung quinone. Đấy. Những hợp chất quinone thì cũng là những sắc tố được tìm thấy chủ yếu trong ngành nấm, địa y, thực vật bậc cao và cũng tìm thấy ở trong động vật nữa. Thì căn cứ vào số vòng thơm đính thêm vào nhân quinone mà người ta sắp xếp thành benzo quinone. Benzo là C6H5 đấy, cái vòng benzen đấy. Rồi naphtho quinone, rồi anthra quinone và naphtha sen quinone. Có rất là nhiều những cái mà nó gắn vào với quinone. Thì ở đây chúng ta đang học về cái anthra đúng không? Hydroxyquinone là một cái nhóm OH gắn với quinone. Để không phải sâu về cái này, chúng ta sẽ học ở phần hóa hữu cơ, sẽ phần hóa dược. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến nhóm anthraquinone thôi, hay là anthraquinone. Đấy. Anthraquinone hay là gì ạ? À, cụ thể là cái nhóm hydroxyquinone này. Khi tồn tại dưới dạng glycosid thì được gọi là anthraglycosid hay là anthracenosid. Cũng như các cái loại glycosid khác thì anthraglycosid khi bị thủy phân thì giải phóng ra phần anthraglycol và phần đường, có nghĩa là cái glycosid này này. Anthraglycosid thì khi bị thủy phân thì sẽ giải phóng ra phần đường và phần không đường. Đấy, phần không đường chính là anthraglycol. Về phân loại thì nhóm phẩm nhuộm, và những chất thuộc nhóm này có màu từ đỏ cam đến tía. Trong cấu trúc thì có hai nhóm OH, đây là nhóm OH chính là nhóm hydroxy đây này, đây này các bạn này, đây là hydroxy này. À, đây là hai cái nhóm hydroxy được không? Đây là một nhóm hydroxy, đây là ba nhóm hydroxy. Để nhóm nhuận tẩy, những cái chất thuộc nhóm này thường có hai nhóm OH đính ở vị trí số 1 và vị trí số 8. À, cái này thì sau chúng ta học lên đại học thì chúng ta nghiên cứu sâu hơn. Và nhóm dimer là một số dẫn chất anthraquinone dimer do hai cái phân tử ở dạng anthron bị oxy hóa và trùng hợp. Cái này chúng ta sẽ học sâu ở môn hóa dược. Về định tính, tính chất và định tính thì những cái chất anthraquinone đều có màu từ vàng đến vàng cam đến đỏ. Thì cái này nó rất dễ nhận biết và định tính. Đấy. Là những cái nào mà nó có màu màu vàng, màu cam, màu đỏ. Đấy, chúng ta sẽ định hướng ngay là nó thuộc nhóm anthraquinone rồi. Thứ hai là nó dễ thăng hoa nên có thể lợi dụng cái tính chất này định tính bằng cách là làm vi thăng hoa trên lam kính để soi tinh thể. Rồi ở thể glycosid dễ tan trong nước thì có thể tự do thì tan được trong ete chloroform. Cái nhóm hydroxin ở vị trí A thì có tính axit yếu hơn ở vị trí B do tạo ra dây nối đôi. Và những cái này thì chúng ta tham khảo thôi. Về định lượng thì hầu hết các cái phương pháp định lượng hiện nay, định lượng các cái chất hiện nay thì người ta áp dụng cái phương pháp là đo quang và so sánh với lại chuẩn phổ chuẩn. Thì người ta có một cái phổ, tất cả cái gọi là dữ liệu phổ, bắt đầu người ta đo quang, bắt đầu là so sánh với lại một cái phổ nào nó trùng với phổ đấy thì người ta xác định đấy là cái chất đó. Thứ hai là đo khối phổ và thứ ba là phương pháp cân thì chỉ những cái dữ liệu nào mà nó ít ít các cái chất khác, nó chỉ gọi là cái độ tĩnh cái hoạt chất anthra nó nhiều thôi. Đấy. Và một phương pháp nữa là sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao HPLC, thì cái này hôm trước thầy cũng đã giới thiệu với các bạn rồi. Thì cái HPLC thì hiện nay gần như dùng rất là phổ biến ở trong cái định tính là định lượng và ngành thực hiện. Về tác dụng sinh lý và công dụng thì các cái dẫn chất anthra glycosid này chủ yếu
B-glucan ở nhóm 5 làm dưới tác dụng của beta-glucosidase. Cái này có alpha-glucosidase và beta-glucosidase, những cái hai cái enzyme này này. Khi mà chúng ta học về tiểu đường ấy, thì có đề cập đến giờ đúng không? Alpha-glucosidase là gì ạ? Cái enzyme này nó tổng hợp từ cái glucosid thành gì? Thành glucose. Của hệ vi khuẩn đường ruột thì các glucosid bị thủy phân và các dẫn chất anthraquinone bị khử tạo thành dạng anthron và anthranone. Hai cái này khác nhau các bạn nhé. Đây này. Ở khi mà chúng ta đọc tên thuốc, cái phần dược lý thì đã nói các bạn rồi đúng không ạ? Khi mà cùng là đuôi on này này, anthron và anthranone. Đấy. Thì đều là cái on này và on. Đấy. Nhưng mà nó sẽ khác nhau ở cái gì ạ? À đây là tin tức ceton. Ceton là gì ạ? À C và có liên kết đôi với lại oxy. Còn đây là on là đuôi cái nhóm OH. Đấy. Đấy khi chúng ta đọc tên thuốc ấy, thì chúng ta sẽ phải có sự liên hệ. Đấy, sau chúng ta học cao lên nữa, chúng ta học về dược lý phân tử, chúng ta học về gen dược, hay là học về di truyền, chúng ta sẽ phải nhận định sớm hơn về cái việc là cái đuôi này này nó có ý nghĩa như thế nào. Nó có tác dụng tẩy, trong cái anthraquinone này thì chủ yếu là tác dụng tẩy thôi, tẩy nhuận, tẩy liều thấp thì có tác dụng nhuận, nhuận tràng để cho mềm phân, liều cao có tác dụng tẩy. Đây là vì còn có tác dụng trên cơ trơn của bàng quang và tử cung nên để dùng thận trọng đối với người có thai, viêm bàng quang và tử cung. Bài tiết có sữa nên cần chú ý với các bà mẹ có con bú. Bài tiết có nước tiểu nên nước tiểu thì có thể có màu hồng. Thế khi mà bệnh nhân mà dùng cái này thì chúng ta cảnh báo sớm là bệnh nhân là nó sẽ đào thải qua tiểu. Các cái dẫn chất anthraglycoside còn có tác dụng thông mật và hỗn hợp các cái chất anthraquinone có trong rễ cây rubra Tincotoria. Thì cái thông mật này này chia sẻ với các bạn cũng chưa có cái tài liệu sách báo nào nghiên cứu, nhưng mà gần đây thì thấy rằng là cái sỏi chúng ta người Việt Nam chúng ta thì hay mắc cái sỏi thận, sỏi thận và sỏi mật. Cái sỏi thận thì còn có nhiều thuốc để chữa, nhưng sỏi mật thì rất là hiếm. Và những người bị sỏi mật thì thường là cái giải pháp là can thiệp ngoại khoa. Nhưng với can thiệp ngoại khoa thì các bạn nhớ rồi, nó sẽ tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế có cái quả sung tai ấy, sung tai sung nết thì ái lát nó thôi, xong rồi bắt đầu là ngâm với nước muối loãng, xong phơi hoặc sấy khô, xong sắc nước uống thì có tác dụng rất là tốt đối với những người bị sỏi bùn, sỏi mật và sỏi thận. Theo một số tác giả Nga thì các cái dẫn chất quinone, đặc biệt là các cái dẫn chất anthraquinone có tác dụng kích thích miễn dịch chống ung thư. Bây giờ người ta đang đi sâu vào nghiên cứu về các cái dược liệu. Ngay kể cả với các bạn đấy thôi, sau này các bạn muốn phát triển thì tôi nghĩ là nên phát triển trong ngành dược liệu, có vẻ nó ổn hơn. Về các cái dược liệu chứa anthraquinone thì thứ nhất là phan tản diệt. Phan tản diệt thì là lá chết của hai loài, phan tản diệt Ấn Độ hay là phan tản diệt lá hẹp. Hai loài này thì có cái thành phần hóa học và một số tính chất gần giống nhau nên được trình bày chung. Cái phan tản diệt này cũng giống như là cái bạc hà, cái bạc hà có bạc hà Á và bạc hà Âu. Về đặc điểm phân bố, đặc điểm thực vật phân bố cũng giống như các cái bài trước thôi, thì nói các bạn là các bạn gạch mấy cái đầu dòng như thế này. Thứ nhất là cây nhỏ, cao có thể đến 1 mét, một cánh bụi, lá màu so le, đặc kết giống chín chắn, hoa một cánh chùm, quả là quả lợi đậu, vẹt dưới 6-8 hạt. Bộ phận dùng là lá và phơi sấy khô, phải cần hóa học và chứa anthraquinone. Thì cái này nó rất là dễ trong cái phần dữ liệu, khi mà chúng ta học dữ liệu thì khá là dễ, thì chúng ta có hai cái cách học. Đấy. Thì về lý thuyết thì thầy hướng dẫn cho các bạn cái cách tư duy. Đấy, sau đi thực hành thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái nhóm chữa bệnh ấy. Nhóm dược liệu chữa bệnh nó giống như nhóm dược lý. Cái nhóm dược liệu thì nó khác với nhóm dược lý. Nhóm dược lý là tất cả những cái thuốc mà nó có tác dụng chữa bệnh, thì phần lớn là nó có cái cấu trúc hóa học nó giống nhau, nó chỉ thay thế các cái nhóm thế thôi, còn nhóm chức thì nó thay đổi. Đấy, thì đấy là cái nhóm thuốc của dược lý. Nhóm dược liệu là nó lại khác. Dược liệu là nó, người ta có thể chia nhóm như là thầy đang hướng dẫn cho các bạn đây, là nó có cùng cái dược chất này, cùng cái thành phần hóa học đấy, nhưng mà nó lại cái tác dụng nó khác nhau đấy.
Nếu như các bạn để ý ra đúng không ạ, ngay như cái bài về ăn calorie thì nó có rất rất nhiều các cái dữ liệu chứa ăn calorie, nhưng mà mỗi một vị dữ liệu thì nó lại trong một cái nhóm chữa bệnh khác nhau đúng không ạ. Ví dụ như là morphine này, thuốc phiện này thì giảm đau này đúng không, strychnine thì chữa thần kinh này, bách bộ thì chữa ho này, ô đầu thì chữa dây thần kinh. Đấy, cho nên là nó khác nhau mặc dù nó cùng cái hoạt chất là alkaloid. Đấy, thì chúng ta sẽ học theo cái kiểu một là a. À, trong cái dược liệu mà chứa alkaloid thì có những cái dược liệu mà có thành phần là alkaloid thì có những vị dược liệu nào. Đấy, chúng ta thống kê nó ra, đấy là một cách học. Đấy, sau đi thực hành thì chúng ta lại học là thế trong cái nhóm, cái nhóm dược liệu ví dụ như nhóm dược liệu an thần gây ngủ ấy, đấy, thì có vị dược liệu nào. Và khi đã nói đến an thần gây ngủ thì cứ cái vị dược liệu nào trong cái nhóm đó là ok, nó có tác dụng đấy rồi đúng không ạ. Bây giờ mình chỉ nhớ thêm là cái, nó có thành phần hoặc là cái gì thôi đấy, và đặc điểm thực vật của nó. Cái học dược liệu thì nó rất là dễ đấy. Mà nó có nhầm tí thì không sao đấy, còn dược lý thì bắt buộc chúng ta phải chính xác. Về công dụng thì tác dụng chủ yếu là gây co bóp ruột già, ngoài ra là tác dụng lên cơ trơn của bàng quang và tử cung, nên thận trọng với người phụ nữ có thai. Viêm tử cung, viêm bàng quang, liều giúp tiêu hóa là 1-2 gram, lá nhuận là 3-4 gram, tẩy sổ là 5-7 gram. Thì các bạn biết là với cái nhóm thuốc này thì liều thấp là có tác dụng nhuận, liều cao có tác dụng tẩy. À, thì các bạn luôn luôn nhớ là như thế. Và thông thường cái liều nhuận với liều tẩy này nó chênh nhau tầm khoảng độ 70-100%, có nghĩa là liều gấp rưỡi hoặc liều gấp đôi kiểu như thế. Dùng dưới hình thức là thuốc hãm, thuốc thụt để loại bớt tất gây đau bụng. Và trước khi dùng thì rửa dược liệu qua rượu, hoặc là cái hãm thì cần để nguội lọc loại bỏ cái chất nhựa đi. Cái thứ hai là thảo quyết minh. Đấy, cái này thì như thầy nói các bạn được rồi. Đây này, cái hạt của nó là màu nâu sẫm. Đấy, trộn vào một đống nhiều nó thành đen. Các lễ hội thường thường người ta hay dùng cái hạt đó rồi cho nó qua cái giống như là cái máy xay cho trẻ con nó vào đấy nó chơi. Đấy, ở một số nơi thì người gọi đây là cái hạt mùng muồm, tên của nó là thảo quyết minh, tên khoa học của nó là Cassiatola họ đậu calase, những cái cây họ đậu kết quả của nó thì giống như cái quả đỗ, khi mà chín gặp trời nắng thì nó tự nó nứt cái vỏ ra, cái hạt này nó bung lên. Đặc điểm thực vật thì cây nhỏ cao 30-90 cm, mọc hoa ở Campuchia, Lào, Trung Quốc, ở Việt Nam mình rất là nhiều, đặc biệt là dọc các bờ sông. Về bộ phận dùng thì chủ yếu là hạt, còn lá thì ít dùng. Thành phần hóa học của nó là anthraquinone. Ở trong cái anthraquinone thì cái chất chủ yếu của nó là chrysophanol. Chuyện này chúng ta bảo chrysophanol và phycion. Chủ yếu là hai cái này thôi, cái chrysophanol này. Nó có allemonin, chúng ta gặp cái aloe vera này, cái nó hội, cái là cái chất nhựa này và chất béo. Trong đông y thì hạt thảo quyết minh dùng sống uống để chữa đau bón, chữa đau mắt đỏ, mắt mờ, chảy nhiều nước mắt, quáng gà. Sau đen dùng để chữa nhức đầu, mất ngủ, làm thuốc giải nhiệt cổ thận, ngày dùng 6-12 gram, sắc hoặc là giã dầm sau kỹ được pha như trà. Thảo quyết minh là vị thuốc được ghi vào sử thiện Việt Nam, cái này dùng rất là thông dụng. Ở trong cái gói chè thanh nhiệt ấy, thì thường có thảo quyết minh này. Thông thường người ta dùng như là chè thảo hàng ngày. Đấy. Một cái vị nữa là đại hoàng. Đấy, cái đại hoàng khi mà chúng ta thấy là cái đặc điểm của anthraquinone ấy, chúng ta học về alkaloid thì thầy nhấn mạnh các bạn là có 5 cái gạch đầu dòng đúng không ạ. Thứ nhất là nó là hợp chất hữu cơ mà có nhân dị bỏng, hợp chất hữu cơ có chứa nitơ, thứ hai là có nhân dị bỏng. Cái đặc điểm của alkaloid năm cái keyword, năm cái từ khóa mà chúng ta cần nhớ. Thứ nhất là nó là hợp chất hữu cơ mà có chứa nitơ, thứ hai là có nhân dị bỏng, thứ ba là có hoạt lực mạnh, thứ tư là nó có tính kiểm. Thứ năm là có phản ứng dương tính với lại phước thử của alkaloid. Mỗi một cái chất thì chúng ta phải cố gắng ra nhiều cái đặc điểm. Còn cái alkaloid thì đương nhiên là nó có màu, từ màu vàng đến màu tiết.
vàng đỏ cam, thì cái chất nào mà nó có cái màu vàng vàng thì chúng ta nhận định ngay trong đầu là khả năng là nó thuộc cái nhóm anthraquinone rồi. Đấy. Ở đây các bạn thấy là đại hoàng. Đại là gì? Đại là lớn. Hoàng là màu vàng. Đấy. Còn có cái nghĩa khác thì hoàng ở đây có nghĩa là vua. Đấy. Cho nên là khi mà nó ghép những cái từ gì đó thì chúng ta hiểu cái nghĩa của nó. Đó là đại hoàng thì thường là gì ạ? Có màu vàng, nó dược liệu. Hoàng thì thường là màu vàng. Nó thuộc họ rau răm, Polygonaceae. Cái họ rau răm thì nó rất đặc biệt là nó có bẹ chìa. Đấy. Còn họ hoa hồng thì có lá kèm. Đấy, chúng ta phải nhớ những cái đặc điểm thực vật đấy. Đấy, khi mà nói đến cái gì đấy, chúng ta biết. Đấy là ví dụ như họ hoa môi thì nó là thân vuông và lá mọc với chéo chữ thập. Cái mà tốt rất là đặc trưng. Về mô tả đặc điểm thực vật thì các bạn cũng cho thầy năm cái ngày đầu dòng. Cây của nó là gì? Thuộc loại cây thảo, sống dai nhờ cái thân rễ to. Ở đây là thân rễ. Lá thì một cành cụ. Đấy. Từ thân rễ mà có kích thước lớn, có cuống lá dài, bẹ chìa. Cái bẹ chìa là cái đặc điểm. Khi mà nói với họ rau răm là các bạn phải nói với từ bẹ chìa. Đây là cái đặc trưng của nó. Nói với họ hoa hồng thì chúng ta phải nhớ nói với lá kèm, đúng không? Phiến lá thì hình tim rộng, phân thành 5 đến 7 phi chính. À, các phi này cũng thể phân thành lần thứ hai. Gân nhé, thì các bạn gân lá mà mô tả được mô tả được thôi. Phía hoa thì bao hoa thường 6 bộ phận màu trắng, xanh nhạt. Hoa này nó giống như là cái hoa rong giềng ấy. Đây chúng ta cứ nhìn cái cây rong giềng thì chúng ta sẽ mô tả được cái này. Hoặc là cái rừng, cái rừng kế nghệ, đặc biệt cái riềng kế nghệ. Nó rất là giống với cây đại mạc này. Bộ phận dùng là thân rễ. Đấy. Cái thân rễ thì khi chúng ta nhớ là rễ, như thần ở cái alkaloid ấy, thì đây cũng đã nhấn mạnh với các bạn rồi. Rễ là radix, đúng không? Cái rễ củ cũng là radix. Thân rễ thì nó là rhizoma. Đấy, để chúng ta nhớ. Thành phần hóa học của nó là anthraquinone, là emodin, rein, tannin, tinh bột, pectin. Công dụng ở liều nhỏ thì làm thuốc bổ, giúp tiêu hóa. Ở liều trung bình thì làm thuốc nhuận, liều cao thì thuốc sổ. Đã nói đến thuốc nhuận tẩy là các bạn biết là liều thấp thì có tác dụng nhuận, liều cao có tác dụng gì sổ. Liều cao của nó là cao bao nhiêu? Đó là nó phải cao gấp rưỡi, gấp đôi. Tuy là thuốc nhuận tràng nhưng dùng lâu thì có thể gây táo bón và do phần tăng huyết tích lũy. Câu chuyện này thì thuốc dược liệu không cứ là chúng ta nghĩ trong đầu là nó an toàn đâu, dùng lâu cũng không tốt, dùng trong một thời gian nhất định đâu. Đại hoàng có tác dụng kháng khuẩn với một số loại vi khuẩn như tụ cầu, lị, thương hàn. Đại hoàng với lại so với chúng ta học berberin ấy, thì nó giống như một kháng sinh thực vật. Đại hoàng hoặc là hoàng đằng, hoàng bá, hoàng kỳ, hoàng liên. Đấy, trong cái phần alkaloid thì có thể cầm đến, đúng không ạ? Thương hàn. Thương hàn là những cái vi khuẩn mà gây bệnh đường ruột. Vị đại hoàng có chứa nhiều chứa nhiều canxi oxalat nên là không dùng lâu cho người bị sỏi thận, thạch là sỏi đấy. Đặc biệt là sỏi oxalic thì rất là nguy hiểm. Cái sỏi oxalic thì nó bé thôi nhưng mà nó nhỏ như là cái quả cầu gai ấy. Cho nên là khi mà những người mà bị sỏi oxalic này thì thường rất là đau. Đau bởi vì khi mà sỏi nó xuyên vào đại thận, bệ thận, cái niêm mạc thì nó gây kích thích. Thì kích thích gây co và thắt và thắt đau. Hai là gây chảy máu, nó gây tổn thương niêm mạc. Cái tổn thương niêm mạc thì lại cái nguy cơ bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn đường niệu. Cho nên là lưu ý những cái ví dụ như là ngay kể cả như trong cái canxi oxalat, cái tinh thể canxi oxalat, các bạn học thực vật này, các bạn soi cái lá đa. Đấy, rất là rõ cái đó, những cái lá đa có nhiều cái tinh thể đó, cho nên là cứ dùng cái đó mà thì cái nguy cơ là sẽ bị nhiễm cái canxi oxalat này, có thể gây sỏi oxalat. Một cái vị dược liệu tiếp theo đó là cốt khí củ. Cái cây cốt khí củ này thuộc họ rau răm. Cái đặc điểm thực vật của nó là cây nhỏ, sống lâu. Trên thân và cành thường có những đốm tím hồng, lá thì mọc so le cuống ngắn, hoa thì mọc thành chùm ở nách lá, đây này chùm hoa.
quả thứ ba cạnh có màu nâu đỏ, cái cây này là màu hoa. Cốt khí củ, cốt ở đây là gì? Là xương. Đấy. Cho nên khi những cái gì mà cứ nói lên cốt ấy, là chúng ta nghĩ đến những xương, cân, là chúng ta nghĩ đến gân. Đấy, thì là cân cơ, cũng nói dịch là căn cơ, gân, cơ. Bộ phận dùng là thường có đường kính này, là rễ, ra đích, thịt vàng, loại gỗ màu nâu sẫm, thu hoạch vào tháng 10 đến tháng 12, em phơi sấy khô. Thành phần hóa học là chứa anthraquinone ở dạng tự do và kết hợp anhanh. Về tác dụng thì dược liệu có tác dụng nhuận tẩy, hạ đường huyết, cholesterol và tác dụng kháng khuẩn trên một số vi khuẩn như là Staphylococcus. Cái Staphylococcus này chính là cái vi khuẩn gram dương đấy, phế cầu đấy. Đấy. Rồi E. coli, Mycobacterium tuberculosis. Đấy. Cái Mycobacterium tuberculosis này các bạn biết là cái gì ạ? Đây là trực khuẩn lao đấy. Tuberculosis. Tuberculosis là các bạn đánh cái từ khóa đây chính là cái vi khuẩn gây bệnh lao. Dược liệu có thể gây nôn, gây tiêu chảy và khó tiêu hóa, có trường hợp gây tổn hại gan và suy giảm hô hấp, nhưng mà hiếm. Chúng ta có vị dược liệu tiếp theo đó là hào thủ ô đỏ. Cái này thì rất nhiều ở vùng Quảng Ninh. Ngày xưa chúng tôi có một thời gian ở Quảng Ninh, chúng tôi đi cứ mùa mưa xong là bắt đầu đi lần 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 cái rễ hào thủ ô. Cái này nó có một cái đặc điểm, nó không giống như là khoai hay sắn đâu, mà cái đầu rễ này đôi khi nó rất là bé, nó bé lắm ấy. Thì mình thường thường là mình cứ đào khoai đào sắn thì kinh nghiệm mà cứ cái đầu rễ nào to thì chắc chắn là củ nó to đúng không ạ, nhưng riêng cái đặc điểm hạt thủ ô thì cái đầu rễ này một số củ nó rất là bé, nhưng mà qua một cái đoạn bé 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 rồi đến cái đoạn nó phình to như này. Và đặc biệt có những cái củ hạt thủ ô rất là to à, ở những cái vùng đất tốt thì những cái đất xấu chẳng hạn, những cái chỗ mà nó bé bé là đất nó xấu nó không phát triển được, nó qua cái vùng đất xấu đến cái vùng đất xấu củ to đùng. Về mùa hè thì chúng tôi thường hay lấy cái thân thân những cây hà thủ ô này không để đun nước hãm nước uống rất là mát. Đã. Về đặc điểm thực vật là thấy được dây nhỏ, dây leo sống dài, cái con rễ phình thành củ, cái này có thể sống vài năm, lá mọc so le hình tim, hoa thì họp hình chùy, hình chùy mà quả thì ba góc nhẵn bóng. Bộ phận dùng là rễ củ, là thái lát, chưng với nước đỗ đen, phơi và sấy khô. Thì thông thường người ta lấy đỗ đen, xong bắt đầu người ta chưng với cái hạt thủ ô. Cái hạt thủ ô thường thường là nó có cái màu nâu đỏ, người ta thái lát rồi người ta chưng nước đỗ đen, phơi sấy khô. Thành phần hóa học của nó là có tannin, anthraquinone và các dẫn chất axit chlorosulfonic, emodin, chlorosulfonone. Công dụng y học dân tộc cổ truyền dùng hạt thủ ô đỏ làm thuốc bổ gan thận, bổ máu và thuốc dùng cho những người mà có râu tóc bạc sớm, lưng gối đau mỏi, di đinh. Thì những người mà theo quan điểm của đông y ấy, thì nói rằng gì à, những người mà thận yếu thì thường là gì ạ, xương cốt sẽ kém, hay đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối này. Thứ hai là phần tóc ấy, tóc là phần huyết dư. Huyết dư có nghĩa là phần phần thừa của máu. Những người mà máu tốt thì tóc sẽ xanh, mượt. Đấy. Những người mà máu xấu thì tóc sẽ khô, sơ, rẫy, rụng. Đấy. Còn là bạc tóc thì là do là những người mà bạc tóc sớm thì thường là do máu yếu, máu xấu, hoặc là do thận. Đấy là quan điểm của đông y. Còn quan điểm của Tây y thì thực ra thì tóc bạc là do cái lớp melanin, cái sắc tố, chứ cũng không cứ là do thận hay là do máu. Thì có những người người ta bạc rất là sớm, cái sắc tố melanin chẳng hạn. Thì cái này vẫn còn đang tranh cãi, đây là quan điểm đông y. Nhưng mà thực ra thì đông y người ta dùng hạt thủ ô để dùng có câu gọi là muốn cho xanh tóc đỏ da đó, rủ nhau lên trong cái bình hà thủ ô thì nó bổ gan và bổ thận rất là tốt, đỏ da thắm thịt đấy, đỏ da thắm thịt đấy. Những người rất là khỏe mạnh, cường tráng, lực điền. Thì ngoài ra nó còn tác dụng đến địa điểm đại tiện ra máu, ung nhọt tràng nhạc, thần kinh suy nhược, sốt rét lâu ngày. Thầy dùng từ
12 đến 20 gram giảm cốc sắt cốc rượu. Dùng cái hạt dầu ô đã chế biến. Chế biến ở đây người ta chưng cái đen. Đấy, ta dùng trực tiếp. Cái đấy là các cái dược liệu mà chứa anthraquinone. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta học cây trần thì đấy dược liệu chứa anthraquinone. Học sang đến cái phần mà anthraquinone thì nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Cũng giống như khi mà chúng ta học bài kháng sinh đúng không ạ? À, học bài kháng sinh học cái phần beta lactam đúng không ạ? Rất là kinh khủng. Nhiều người bảo ôi dồi ôi mới có một họ beta lactam mấy chục thuốc thế này thì 9-10 họ kia thì sẽ như thế nào? Nhưng mà bên cạnh cái beta lactam nó có thể chụp hoạt chất thì chỉ họ phenicol hai chất hơn hai hoạt chất thôi, hay họ lanthoxamid nó cũng chỉ có hai hoạt chất thôi đúng không ạ? Tương tự về dược liệu alkaloid cái nhóm mà khủng nhất đến anthraquinone thì các bạn thấy nhẹ nhàng cũng rất là nhiều đúng không? Thầy ơi, thầy đồng ý cho các chị vào với ạ. Kiểu leo thang là cứ bỏ từ vài bậc xong rồi bắt đầu trèo lên một bậc này cuối cùng không biết là mình đang ở bậc nào. Rồi, chúng ta tiếp tục sang một cái phần nữa. Đó là dược liệu chứa carbon hydrate, Và cái phần này thì mục tiêu là trình bày được định nghĩa về carbon hydrate. Tất cả những cái định nghĩa thì các bạn nên nhớ và nhớ cái keyword thôi. Thì lúc trước thì đã hệ thống lại cho các bạn rồi, đúng không? Alkaloid thì cái phần mà dung lượng lớn nhất. Các bạn nhớ lên 5 cái gạch đầu dòng, 5 cái đặc trưng của alkaloid đúng không ạ? Rồi đến anthraquinone thì nó đơn giản hơn. Đặc biệt là có cái hydroxyquinone ấy. Cái đấy chúng ta nhớ. Còn về carbohydrate thì cái này là cái mà rất là đặc trưng. Carbohydrate phân loại các cái dẫn chất carbohydrate. Hay là trình bày được một số phương pháp để nhận biết và đánh giá dược liệu chứa carbohydrate và dẫn chất. Thứ ba là trình bày được tên, đặc điểm thực vật, bộ phận dùng, thành phần hóa học, công dụng, cách dùng, liều dùng của các dược liệu chứa tinh bột. Carbohydrate này bao gồm có gì ạ? Có tinh bột và cellulose. Cellulose thì cũng gọi là chất xơ, gọi là gỗ. Để đại cương về carbohydrate thì carbohydrate là hay là hoặc là glucid. Đấy, trong cái khẩu phần ăn của chúng ta hay gọi là glucid, lipid và protein ấy. Hay glucid hoặc là carbohydrate là những nhóm hợp chất hữu cơ gồm những monosaccharide. Mono ở đây là gì ạ? Mono đây là đơn chất nhé. Saccharide những dẫn chất, những sản phẩm ngưng tụ của chúng. Monosaccharide là những đường đơn, những sản phẩm ngưng tụ, tức là oligosaccharide. Đấy, thì chúng ta đây là cái phần đường chúng ta dùng ấy, là đường saccharose đúng không ạ? Đường saccharose, đường mía, đường phốt nốt, các loại đường kính chúng ta hay dùng là đường saccharose và đường đôi, còn đường đơn là monosaccharose hoặc là saccharide. Nhưng mà đường đơn thì người ta không gọi là saccharide nữa mà người ta gọi là gì ạ? Glucose hoặc là fructose hoặc là galactose. Đấy là những cái đường đơn. Galactose thì ở trong sữa, nhưng mà galactose thì nó lại không ra trong nước. Cho nên các bạn thấy là sữa thường là gì ạ? Hỗn dịch giống như nước có gạo. Nhưng mà gì ạ? Các cái phân tử này thì nó rất là bé, thế là nó cứ lửng lơ và nó phân tán rất đều ở trong nước, trong môi trường phân tán. Còn glucose thì nó lại tan được. Cơ thể của chúng ta thì lại lấy gì ạ? Lấy glucose, lấy galactose và lấy fructose. Và đặc biệt là cái vai trò của glucose thì cực kỳ quan trọng, chẳng có cần dược lý để nói các bạn rồi. Đó là cơ thể phải cần có gì ạ? Glucose để vào trong tế bào, chuỗi hốt tế bào
chu trình CREC để tạo ra ATP năng lượng. Và cái ATP đó được coi là tiền tệ năng lượng. Đó. Những cái sản phẩm liên tục, tức là oligosaccharide. Và thứ hai là carbohydrate thì có thể chia thành ba nhóm. Thứ nhất là monosaccharide, đây là đường đơn nhé. Hai là oligosaccharide và polysaccharide. Cái polysaccharide này thì các bạn thấy là poly là nhiều mà, mono là đơn, oligo là giữa. À, các chất giữa, chất trung gian. Poly là nhiều, trùng hợp. Thì có tinh bột này, có cellulose này, có gôm này, chất nhầy, gôm nhựa. Đấy. Để chúng ta hiểu là carbohydrate là gì? Carbohydrate là gì? Đấy. Là những hợp chất mà chứa monosaccharide, những sản phẩm nguyên tụ của chúng. Thì người ta có thể chia thành ba cái loại là mono là đơn, poly là nhiều, còn oligo là những chất trung gian. Và khi nói đến polysaccharide thì chúng ta nghĩ đến tinh bột, chúng ta nghĩ đến cellulose, nghĩ đến gôm, chất nhầy. Thứ nhất là cái phần tinh bột, thì trong cái phần thực vật ấy, thì chúng ta được học và chúng ta được soi và chúng ta mô tả các cái tinh bột. Ngày xưa mà chúng tôi đi học là chúng tôi kinh khủng nhất là cái phần nhận biết tinh bột. Các thầy cứ trộn ba bốn cái loại tinh bột với nhau, hai hoặc ba cái tinh bột với nhau, xong bắt đầu đi kiểm nghiệm, chỉ mỗi cái dấu cộng với dấu trừ thôi. Có nghĩa là nó âm tính hay dương tính, tinh khiết hay không tinh khiết, cùng đánh xài các nhà để soi các cái tinh bột thì các bạn biết là nó cũng có cái đặc trưng, nó có điển hình ấy. Thế nhưng mà để một mình thì nhận ra nó, nhưng mà trộn vào với nhau chịu, khó kinh khủng. Nhưng mà đến khi mà đi mà soi những kính hiển vi và những người mà đeo kính thì chúng tôi rất là khó khăn trong những câu chuyện này. Đấy. Xong rồi bắt đầu đến, nói thật là ngày xưa học và tôi sợ nhất là những cái môn mà có liên quan đến kính hiển vi. Đầu tiên là soi tinh bột, môn thực vật. Môn thực vật là soi gọi là ni be, ni gỗ, ni gì gì. Xong rồi đến dược liệu bắt đầu đi kiểm nghiệm tinh bột này. Xong đến môn vi sinh, ký sinh, ni kinh. Đầu tiên cho đếm hồng cầu và hạnh phúc chán. Đấy. Đếm hồng cầu, bạch cầu, đếm số lượng. Vì cái mình cứ tưởng nó bé nhưng mà soi lên kính hiển vi thì mình cũng nhìn thấy. Xong rồi đi tìm trứng run. Nghe có vẻ ghê ghê, nhưng mà trứng run vẫn còn hạnh phúc. Xong bắt đầu đi tìm những cái con, đi, cuối cùng những con trực khuẩn lao. Trời ơi, hỏi nhất hết cả mắt. Nhưng mà chẳng sao cả, không phải sợ, vượt qua chính mình. Lúc nào phải nghĩ là mình làm được, ngay cả câu chuyện học thế đó. Một ngày thì cung cấp rất nhiều cái khối lượng kiến thức, học xong, đọc sách, tôi chẳng biết hôm nay mình học cái gì, mà dần dần nó sẽ thấm. Cái cơ bản của học online là cái gì? Đó là các bạn nghe, các bạn nhìn, các bạn ghi. Tai thì nghe, mắt thì nhìn, tay thì ghi. Ghi những cái gì mà các bạn có thể dễ hiểu, hiểu theo cái ngôn ngữ của các bạn. Có thể các bạn ghi ký tự, là không cần ghi hết câu. Cái cách học. Và chúng ta đi vào tinh bột. Thì tinh bột là sản phẩm quang hợp của cây xanh. Cái này thì từ sinh học lớp 6 rồi, đúng không ạ? Tinh bột là sản phẩm quang hợp của cây xanh. Quang hợp từ cái gì? Các bạn đã còn nhớ không? Quá trình quang hợp là quá trình gì? Đấy. Rất là đơn giản, đúng không ạ? Hấp thụ khí carbonic nhờ ánh sáng mặt trời. Carbonic với cái gì? Với nước ạ. Hấp thụ dưới ánh sáng mặt trời. Đúng rồi, đơn giản thế thôi. Cho nên là tại sao chúng ta phải nói là cây xanh nó phải có nước nó mới sống được như thế, đúng không? Nước không chỉ là rễ, vì có cây, cứ học thực vật chúng ta biết rồi là một cái cây nó bé bé thôi, nhưng mà cái rễ và cái hệ thống lông hút của nó tỏa thì rất là sâu và rộng. Nhưng mà cái quá trình quang hợp nó bắt buộc phải có gì ạ? Phải có nước. Nước thì rất may là trong không khí của chúng ta thì độ ẩm khá là cao, đúng không ạ? Cho nên là tại sao cây xanh và cây xanh nó quang hợp bắt khí carbonic rồi, bảo vệ thải ra oxy, cái sản phẩm thải trừ được cây xanh oxy. Nhưng mà cũng có những cái loại cây mà nó lại không thải oxy. À, chúng ta thấy là vừa rồi ấy, có những cái
thông tin, à, những cái cây công nghiệp ngắn ngày, cây cà phê này hả, là gần như là nó cây cao su này hả, nó giống như những cây khác. Thì chúng ta hiểu rồi nhỉ, tinh bột là sản phẩm quang hợp của cây xanh. À, cái quá trình quang hợp là quá trình gì ạ? À, hấp thụ carbonic và hơi nước ở dưới tác động của ánh sáng mặt trời diễn ra ở tế bào diệp lục, đúng không ạ? À, ở trong tế bào thực vật và phải nói rõ là tế bào diệp lục, hạt nạp không màu là nơi tạo ra tinh bột và các glucid thì hòa tan kéo đến hạt nạp không màu và diệp để dành dưới dạng tinh bột. Đây là cái quá trình sản sinh ra tinh bột. Đại diện bản chất của nó là như thế. À, về tính chất thì tinh bột được giữ lại giữa các bộ phận của cây như củ, rễ, quả, hạt, thân với hàm lượng từ 20 đến 70%. Đặc biệt là trong củ này. À, trong củ là nó chứa hàm lượng tinh bột cao nhất. Xong rồi đến hạt, đúng không? À, giống như hạt thóc ấy, hạt lúa ấy. Trong cái hạt ấy chứa hàm lượng tinh bột rất là cao. Và trong lá thì thường không quá 1-2%. Rồi trong lá thì nó vẫn chứa rất nhiều trái cây khác. Thường nó chứa lá, à, tinh bột ở lá. Nhưng mà chúng ta thấy gì ạ? Khi mà chúng ta mà đói quá, đúng không? Chúng ta ăn rau, từ cơm cũng có thể cầm cự được. Thế tất nhiên là ăn rau thì nó phải nhiều hơn gấp 30 lần cái việc mà chúng ta ăn củ, đúng không ạ? Ăn củ thì ăn 1 gram, còn ăn rau ăn 30 gram, kiểu như thế. Cho nên là khi mà chúng ta mà chỉ với mục đích là cung cấp tinh bột thì chúng ta ăn một lạng, ăn một lạng lạng củ, đấy, thì chúng ta có thể no. Nhưng mà để no được thì chúng ta phải ăn gấp 30 lần, có nghĩa là 3 kg rau, 3 kg lạng. Dược sĩ là chúng ta tính toán được thế, đúng không ạ? Thứ hai là tinh bột ở dưới dạng hạt thì kích thước và hình dạng khác nhau. Như lúc trước thì tôi chia sẻ với các bạn ấy, là thông thường là gì ạ? Ừ, các cái tinh bột này nó có hình dạng nó rất là khác nhau. Tinh bột gạo, tinh bột mì, tinh bột sắn khác nhau. Và tinh bột thì không tan trong nước lạnh, đun với nước thì tinh bột dần dần bị hồ hóa và độ nhớt của dung dịch cũng tăng lên, gọi là độ keo, độ dính ấy, tăng lên. Và tinh bột không tan trong nước ấy. Thế nên chúng ta vo gạo ấy, đúng không ạ? Cái nước vo gạo bắt đầu nó đục, đúng không? Chúng ta để thì bắt đầu nó sẽ lắng xuống. Đấy chính là cái tinh bột ấy. Đấy. Và trong quá trình hoạt động của cây thì tinh bột dưới tác động của enzyme có sẵn trong cây bị cắt nhỏ thành những đường. Cái đường đơn giản, cái đường ở đây là đường ăn chứ không phải đường đi đâu. Và ở dạng hòa tan và được chuyển đến những bộ phận khác nhau của cây. Thì khi mà cái cây nó hoạt động, nó sinh trưởng được thì nó cũng phải cần có những cái năng lượng. Thì nó cũng sẽ lấy chính những cái tinh bột, lấy chính những cái đường này để nó nuôi cây. Một phần nó nuôi cây, một phần nó dự trữ để cho chúng ta sử dụng. Về cấu trúc của tinh bột thì tinh bột được cấu trúc bởi hai loại polysaccharide được gọi là amylose và amylopeptide. Poly là nhiều, saccharide như lúc trước thì các bạn gọi là carbohydrate ấy, thì gồm có ba loại là mono này, oligo này và poly. Đặc biệt là tinh bột thì có, tinh bột thì nó là poly rồi nhưng nó lại có hai loại poly là amylose và amylopeptide. Về sự thủy phân của tinh bột thì khi thủy phân tinh bột bằng axit thì sản phẩm cuối cùng là glucose. Đấy, chúng ta thấy đây, cái này là trong môi trường axit, cho nên là khi chúng ta lên men, đúng không ạ? Đây là cái quá trình, đây là N phân tử tinh bột, N phân tử nước thì sẽ ra được glucose thủy phân, quá trình thủy phân. Thứ hai là sự thủy phân qua các chặng là nectarin. Nectarin là tiền đố đấy. Erythronectarin hay là acronectarin, maltose hay là glucose. Thì amylose dễ bị thủy phân hơn là amylopeptide. Amylose nó
giống như là saccharose đấy, cái đường đôi thủy phân nó thành glucose đấy. Tức là một số các enzyme trong nấm mốc, ví dụ như là aspergillus, nisa hoặc là rhizopus delamer thì thủy phân tinh bột rất tốt và được sử dụng vào trong quy trình kỹ nghệ để chuyển tinh bột thành glucose. Và các enzyme này cũng tác động lên dây nối dây 1,4. Một số enzyme này là amyloglucosidase hoặc là glucoamylase hoặc là gamma amylase. Thì cái amylase này là có ở trong gì ạ? Nước bọt đây này, cái enzyme này. Cái enzyme amylase. Cho nên các bạn thấy là khi mà nhai cơm ấy, chúng ta ăn nhanh thì không nói là gì, nhưng chúng ta nhai cứ từ từ ấy, nhai tinh bột ấy. Không chỉ là cơm đâu mà sắn ra. Chúng ta ăn miếng nhỏ từ từ để cho cái nước bọt ấy nó thấm rồi. Đấy, thì cái amylase này nó sẽ thủy phân cái tinh bột thành đường. Và ban đầu chúng ta ăn thì thấy nó nồng nồng, sau đó chúng ta thấy nó ngọt ngọt đúng không ạ? Tất nhiên là cái độ ngọt của glucose thì nó kém hơn so với saccharose khá là nhiều. Đấy. Thứ hai là trong cơ thể thì có cái enzyme gọi là alpha glucosidase. Alpha glucosidase, cái amylo glucosidase này. Và trong cơ thể thì có cái enzyme gọi là alpha glucosidase. Thế khi người ta ăn vào thì cái tinh bột này dưới tác dụng của enzyme này nó chuyển thành glucose. Và chính vì thế nên với những người tiểu đường ấy thì là người ta phải kiêng, nói cách người ta phải hạn chế ăn tinh bột. Vì ăn nhiều tinh bột thì nó sẽ chuyển nhiều thành đường. Và bình thường ấy thì người bình thường ấy thì thôi thì ăn ít thì cũng được. Nhưng với những người bị bệnh, khi mà cái tâm lý người ta phải kiêng thì người ta rất là thèm ăn. Thế để tránh cái việc mà người ta vẫn ăn nhưng mà đường không tăng thì có một cái thuốc chống tăng đường huyết, đó là thuốc ức chế cái enzyme alpha glucosidase. Đấy chính là cái acarbose đấy. Nó có cái biệt dược là glucobank. Cái này trong dược lý thì nói các bạn rồi đó ạ. Trong cái phần dược liệu thì nói sơ với các bạn chút là tại sao ăn nhiều tinh bột này thì tăng đường huyết là như thế, đúng không ạ? Đấy, những người tiểu đường thì cái chế độ ăn cực kỳ quan trọng. Nhất là người ta phải ăn nhiều bữa. Thứ hai là ăn tuyệt đối là kiêng đường, sữa. Đây là hình dạng tế bào. Để các bạn thấy đây. Trong cái này nó có rất là nhiều các cái hình dạng khác nhau. Thứ nhất là hạt tinh bột, hạt rong riềng, rong hạt rong riềng ấy. Thứ hai là hạt đậu xanh. Thấy không? Thứ ba là tinh bột gạo. Tinh bột gạo đây này. Thứ tư là tinh bột hoài sơn. Thứ năm là tinh bột khoai lang. Thứ sáu là tinh bột khoai tây. Khoai lang và khoai tây nó khác nhau này, này các bạn này. Thứ bảy là tinh bột mì. Thứ tám là tinh bột ngô. Thứ chín là tinh bột sắn. Thứ mười là tinh bột sắn dây. Cái này là cái củ sắn đầu ấy, ở miền Nam thì gọi là khoai mì ấy. Đây là sắn dây. 11 là tinh bột sen, hay là tinh bột tiến sĩ. 12 cái tinh bột nó rất là điển hình các bạn. Khi mà các bạn mà xếp chung với nhau này các bạn, ok các bạn có thể phân biệt được cái thằng nào là nào. Nhưng mà khi mà để riêng ra thì rất là khó. Và đặc biệt là không có chú thích mà trộn vào với nhau thì càng khó. Chúng ta nghỉ giải lao nhé, nghỉ giải lao một chút. 7 phút.